chúng ta mất 2 điểm đầu tiên. Không được rồi. 3 tình huống mất điểm liên tiếp của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý. Rất buồn của các cổ động viên Việt Nam sau khi đội bóng của chúng ta đã mất 3 điểm liền trong xếp 5. Ban huấn luyện vừa động viên các cầu thủ còn phải cố gắng hơn nữa. 0-3, tiếp tục là cầu phát bóng của chuyền hai mang áo số 19 Tishia. Thanh Thúy. Hướng tấn công ở vị trí số 2. Quả bóng vẫn trong sân. Điểm số liên tiếp được ghi bởi đối chuyền Megawati. Một tình huống mắc lỗi của chúng ta. Còn đối chuyền mang áo số 3 thì đã ghi được 3 điểm cho Indonesia trong set đấu này. Thanh Thúy đánh dọc biên thành công và giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm đầu tiên trong trận đấu quyết định này. Một điểm số rất quan trọng.